Thống đốc phá án. Ngày xưa, vùng Mirian vốn nổi tiếng là nơi có tình hình trị an phức tạp. Triều đình đã cử một vị quan họ Ly, có tài có đức đến vùng này làm thống đốc, coi sóc mọi chuyện trong vùng. Lão gia đi đường vất vả rồi, người hãy uống chút trà đi. Đi suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đến phủ thống đốc này để nhậm chức. Ta phải nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức mới được. Con đã chuẩn bị xong phòng nghỉ cho lão gia rồi, người hãy đi chợp mắt một lát. Bẩm đại nhân, có người đến cầu xin được gặp đại nhân ạ. Lão gia vừa mới tới mà đã có án rồi sao? Vùng Marian này tình hình trị an không tốt, hệt như lời đồn. Xem ra ta sẽ phải mất nhiều công sức ở đây. Ngươi có biết người tới là có an tình gì hay không? Thuộc hạ có hỏi qua thì chị ta nói gia đình có người mất tích đã nhiều ngày nên muốn báo quan ạ. Có người mất tích à? Được rồi, truyền lệnh thăng đường. Nhà ngươi có chuyện gì? Hãy nói cho ta được rõ. Vâng thưa đại nhân, chồng của dân phụ là Kim Sinh đã mất tích 3 ngày nay. Ngày hôm đó ông ấy nói cần phải đến vùng lân cận để nhập hàng. Bình thường ông ấy sẽ đi về trong ngày, nhưng qua ngày hôm sau dân phụ vẫn không thấy chồng trở về, nên đã tìm đến nơi chồng nhập hàng để hỏi. Và anh Kim Sinh đấy à, từ hôm qua đến giờ tôi có thấy bóng dáng anh ấy ở đây đâu. Sao cơ, chồng tôi không hề tới đây ư? Dân phụ lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy tung tích của chồng. Hết cách, dân phụ đành tới công đường mong đại nhân giúp đỡ. Ngày hôm đó chồng của người có biểu hiện bất thường gì không? Dạ không thưa đại nhân, chỉ có điều hôm đó chồng dân phụ nói cần nhập số hàng lớn nên mang theo nhiều tiền hơn mọi ngày. Ông ấy mang theo 50 lạng bạc. 50 lạng bạc không phải là con số nhỏ. Đi đường xa mà trên người lại mang theo nhiều tiền như thế thì rất dễ gặp rắc rối. Đại nhân, xin đại nhân cho người tìm kiếm chồng dân phụ. Dân phụ lo là ông ấy đã lành ít dữ nhiều. Được rồi, ta sẽ cho người điều tra. Có kết quả gì ta sẽ cho người tới báo cho gia đình người. Đại nhân, chúng tiểu nhân tìm thấy một cái xác người bị vùi trong khu rừng ở ngoại thành. Theo phán đoán thì người này đã chết cách đây 3 ngày. Trên cơ thể có một số vết thương ạ. Ta vừa mới tới, đã xảy ra 2 vụ án nghiêm trọng thế này. Mau, đưa ta đến hiện trường. Bẩm đại nhân, thi thể đã được đưa về phủ để khám nghiệm tử thi. Còn lại toàn bộ hiện trường vẫn được giữ nguyên chờ đại nhân xem xét ạ. Tốt lắm, sau khi khám nghiệm xong hãy gửi ngay báo cáo cho ta, rồi mau chóng xác định danh tính nạn nhân. Ngoài ra hãy đi hỏi khắp xung quanh những người sống gần đây hoặc từng qua lại trong vòng 3 ngày qua xem có manh mối gì cho vụ án hay không. Dạ. Một chiếc roi ngựa cũ ư? Đây có lẽ là của nạn nhân. Chưa hẳn, đây cũng có thể là do hung thủ sơ ý để lại hiện trường. Đại nhân, đã xác định được danh tính nạn nhân. Đó chính là Kim Sinh, người bán hàng mất tích trước đó. Và anh ta đã đến nhận diện đúng là chồng mình. Vậy ư? Thế là đã rõ. Người bán hàng này bị hại đúng vào ngày mà anh ta rời thành. Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi chưa? Theo như kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị đánh mạnh vào phần sau gáy dẫn đến mất mạng. Ngoài ra toàn bộ tiền bạc trên người đều đã mất. Đây rất có thể là vụ án giết người cướp của. Vợ của Kim xin nói bà của nhà chị ta đều có khắc chữ Kim dưới đáy mỗi đỉnh bạc. Thuộc hạ nghĩ chúng ta có thể dựa vào đây để điều tra. Tốt lắm, khi tìm được hung thủ thì đây sẽ là bằng chứng hữu hiệu đấy. Còn chuyện về chiếc roi ngựa, ngươi có hỏi rõ chưa? Thuộc hạ đã hỏi kỹ người vợ. Cô ta nói chồng cô trước nay không biết cưỡi ngựa, trong nhà cũng không có ngựa, không biết vì sao roi ngựa lại xuất hiện ở hiện trường. Vậy thì có thể chắc chắn được chiếc roi ngựa này là do hung thủ để lại rồi. Thuộc hạ đã cử người đi dò hỏi, nhưng xung quanh hẻo lánh, không ai có manh mối gì về vụ án cả. Vụ án này e là sẽ khó phá giải. Cho dù khó, chúng ta cũng phải dốc sức tìm ra hung thủ. Không thể để người dân chịu hàm oan mà chết như vậy. Ta nhất định phá giải vụ án này, trả lại công bằng cho người bán hàng xấu số. Bẩm đại nhân,
bàn ghế đã chuẩn bị xong sẵn sàng cho ngày mai khai tiệc ạ. Tốt lắm, ngày mai các ngươi nhất định phải phục vụ chu đáo những người khách mà ta mời tới đó, có biết chưa? Dạ đại nhân. Đại nhân, thuộc hạ không hiểu sao đại nhân lại muốn tổ chức tiệc và lại muốn mời tất cả những người trong nhà có nuôi ngựa phải phủ để gặp mặt vào ngày mai. Rồi ngươi sẽ biết nguyên nhân sớm thôi. Lạ thật, thống đốc lại mời chúng ta dự tiệc cơ đấy. Chẳng phải nói là ngài ấy muốn tổ chức cuộc thi đua ngựa gì đó sao? Nên chắc là muốn gặp mặt chúng ta trước. Đây đúng là chuyện chưa từng có tiền lệ. Anh Trung Bốc, ngày mai anh có đến phủ thống đốc không? Đi chứ, chả mấy khi được ăn cơm nhà quan sao lại không đi. À phải, dù sao thống đốc cũng lệnh không ai được vắng mặt, vậy ngày mai chúng ta cùng đến đó. Cảm ơn mọi người đã đến đây. Ta là thống đốc Ly, mới đến nhậm chức. Nay mạo muội mời tất cả mọi người đến là vì muốn tổ chức một cuộc thi đua ngựa. Vùng Marian đã lâu không tổ chức lễ hội, ta muốn nhân cơ hội này tổ chức ngày hội cưỡi ngựa hàng năm, cũng là dịp để cho tất cả người dân được thoải mái vui chơi. Hay quá, như vậy chúng tôi có thể tranh tài cưỡi ngựa rồi. Đúng vậy, có lễ hội mọi người có thể cùng vui. Trước tiên ta muốn mọi người hãy giao ra roi ngựa của mình. Thế là thế nào? Thống đốc làm vậy là sao? Sao tự nhiên lại bắt chúng ta giao ra roi ngựa nhỉ? Không biết ngài ấy có ý gì. Các vị đừng lấy làm lạ, ta muốn làm một chiếc roi ngựa chung cho cuộc thi. Tất cả roi ngựa sẽ đều giống nhau, vì thế cần mọi người giao ra roi ngựa để ta cho người đo lại cỡ tay cầm của từng người. Sau này sẽ làm ra chiếc roi vừa với mỗi người, để tránh mọi người dùng roi ngựa mới không quen tay sẽ không đạt được thành tích tốt khi đua ngựa. Thì ra là vậy, thống đốc quả tinh tế. Nào nào, mời mọi người ngồi xuống bàn tiệc. Tiệc xong chúng ta sẽ bàn chuyện sau. Đa tạ thống đốc. Nào, mời mọi người hãy uống cho thoải mái nha. Đa tạ thống đốc. Mọi người đã no say cả rồi chứ? Sự của thống đốc đúng là thượng hạng. Uống say là tốt. Giờ hãy nhận lại roi ngựa của mình, rồi ai về nhà nấy. Thời gian tổ chức cuộc thi đua ngựa ta sẽ thông báo đến từng người cụ thể sau. Đứng lại. Thống đốc, có chuyện gì xin chỉ dạy. Người đâu mà bắt lấy hắn. Thống đốc, ngài làm gì vậy? Rồi ngươi sẽ hiểu. Trung Bút, nhà ngươi phạm tội giết người, còn không mau khai rõ. Đại nhân, oan uổng quá, tiểu nhân không giết người. Ngươi còn chối cãi ư? Chiếc roi ngựa của ngươi đã tố cáo ngươi rồi. Chiếc roi ngựa cũ ư? Roi ngựa thì nói lên điều gì được, thưa thống đốc? Tiểu nhân không biết chuyện gì cả. Đó là vật chứng ta tìm được ở hiện trường vụ án mạng ở ngoại thành. Nạn nhân là người bán hàng trên phố, không hề biết cỡ ngựa, nên roi ngựa chắc chắn là của hung thủ để lại hiện trường. Đại nhân, nhưng nó không phải là roi ngựa của tiểu nhân. Tiểu nhân không hề biết chuyện gì. Ta tổ chức tiệc lại, thu lại roi ngựa chính là để cho hung thủ sau khi uống say sẽ lộ diện. Roi ngựa là vật bên mình, dùng lâu ngày ắt hẳn rất quen thuộc. Khi say người quên mất việc đã để quên roi ngựa tại hiện trường, nên tiện tay cầm lấy chiếc roi ngựa đó. Hung thủ không phải ngươi, ai nữa? Đại nhân, tiểu nhân say quá, không biết chuyện gì, chỉ cầm đại một chiếc roi ngựa rồi trở về, chứ không để ý nó là roi ngựa của ai. Tiểu nhân là cầm nhầm thôi ạ. Đại nhân, chúng thuộc hạ tìm thấy 50 lạng bạc của khắc chữ kim được cất giấu ở nhà Trung Bút. Trung Bút, 50 lạng bạc này đúng bằng số tiền nạn nhân Kim xin mang theo người nhằm nhập hàng về bán. Bạc nhà họ Kim đều được khắc chữ dưới đáy mỗi đỉnh bạc. Nhà ngươi giết người cướp của, nhưng sơ ý bỏ sót roi ngựa lại hiện trường. Này chiếc roi ngựa tố cáo ngươi, 50 lạng bạc nhà họ Kim cũng tố cáo ngươi. Chứng cứ rõ ràng, ngươi còn gì để chối cãi? Đại nhân, tiểu nhân không cố ý giết người. Xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân một mạng. Còn không mau khai rõ tội trạng của ngươi. Dạ, dạ, tiểu nhân xin khai. Hôm đó Kim xin đến thuê tiểu nhân đi chở đồ cho anh ta. Anh ta nói mình cần đi nhập hàng. Biết Kim xin mang theo nhiều tiền nên tiểu nhân đã đe dọa anh ta đưa tiền, nhưng Kim xin không chịu.
tiểu nhân mới lỡ ra tay đánh anh ta. Không ngờ, không ngờ là lại làm chết anh ta. Đại nhân, tiểu nhân thật sự là lỡ tay. Xin đại nhân tha cho tiểu nhân một con đường sống. Ngươi tham tiền hại mạng người vô tội, ta sao có thể tha cho ngươi? Ta phải bắt ngươi đền mạng cho người đã khuất. Vậy là chỉ từ một chiếc roi ngựa bị bỏ lại hiện trường, bằng trí thông minh của mình, thống đốc Ly đã phá được vụ án giết người cướp của, trả lại công bằng cho người bị hại. Chuyện của Hana, phỏng theo một chuyện có thật xảy ra ở Nhật Bản. Con có sao không Hana? Dạ không sao ạ. Nước rửa bát trơn quá làm con bị trượt tay. Mẹ đã dặn con rất nhiều lần rồi. Con còn bé nên hãy bê từng chiếc một thật cẩn thận, thay vì con bê cả chồng như thế này mà. Nhớ lời mẹ đấy. Còn bây giờ con đeo bao tay vào, rồi lấy chổi dọn sạch sẽ căn bếp đi. Vâng ạ. Để ba giúp con một tay. Anh cứ để mặc con bé nó làm. Nhưng em không thấy là con còn bé hay sao? Bằng tuổi nó, những đứa trẻ khác, ba mẹ vẫn phải chăm từng ly từng tí. Còn em đã bắt con làm hết việc này đến việc khác. Hana cũng lớn rồi, và con cũng cần phải tự lập mà. Khi con bé lên 4, em đã bắt con phơi quần áo, dọn vệ sinh, sắp xếp đồ đạc trước khi đi học. Đáng lẽ những việc đó em hoặc anh phải làm cho con cả. Giờ tay con bé còn chưa vững, đã bắt phải cầm dao nấu nướng. Em không thấy Hana nhà mình rất thiệt thòi sao? Em thấy điều đó là rất bình thường. Chúng ta không thể ở bên con suốt được để làm hộ con. Anh cứ lên nhà đi. Con mau dọn nốt đi. Rồi còn tập cách dùng dao nữa. Dạ. Đây nhé, con cần cầm chắc cán dao. Con nhìn mẹ nhé. Nâng quả dưa lên, vỗ nghe bầm bợp, tức là quả dưa có nhiều nước. Ơi, bọn trẻ con, chúng sẽ chẳng nhớ đâu. Nói trước quên sao mà cô ơi, cô dạy làm gì? Không, cháu phải nhớ bác à, tất cả những gì mẹ cháu dạy. Mẹ, mẹ cho con vào kia chơi một chút nhé. Con vào đi. Mẹ tranh thủ qua siêu thị đằng kia mua thêm chút đồ. Cậu cứ chơi mãi thế, tới lượt tớ chơi với chứ. Ai tới trước thì chơi trước. Tớ chơi bao lâu kệ tớ chứ. Cậu xuống đi. Hana, sao con lại đẩy bạn như thế? Con mau xin lỗi bạn đi. Nhưng bạn đã sai mà, con không xin lỗi. Sao lại bướng bỉnh như thế chứ? Mau xin lỗi bạn ngay. Hai đứa trẻ chỉ tranh nhau đồ chơi thôi mà. Không sao đâu chị. Chị đừng mắng cháu nữa. Mẹ, mẹ có sao không? Con không được hư như thế. Mai này nhớ có ngày mẹ rời xa khỏi thế giới này, con có muốn người ta nói con không có mẹ dạy dỗ nên người không hả? Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con xin lỗi bạn ngay mà. Con sẽ không thế nữa. Đừng đối xử không tốt với người khác, cũng đừng quên mỉm cười. Tất cả những lời mẹ dặn, dù có khó khăn thế nào, có không thích ra sao, hay khổ sở đến đâu, Hana cũng đừng bỏ cuộc nhé. Cô ơi, gọi hộ cháu cấp cứu với. Mẹ cháu bị ung thư, gọi cho cháu cấp cứu. Một thời gian sau. Sao em lại nỡ rời xa hai cha con anh sớm như vậy? Không có em, làm sao anh có thể sống nổi? Ba ơi, hôm nay ba lại không đi làm ư? Ba được nghỉ, ba muốn yên tĩnh một mình. Có chuyện gì con gọi bà nội nhé. Ba lại không đi làm, bà nội nói cả tháng nay rồi. Để con nấu cho ba chút gì ăn nhé. Lát nữa ba ra phòng bếp ba nhé. Mẹ bảo canh miso giải rượu rất tốt bà. Ba ngồi vào bàn đi.
thử đi. Giống y như vị mẹ con nấu vậy. Mà chiếc tập dề nẻ đâu ra vậy Hana? Sao giờ ba mới trông thấy? Ba nhanh quên quá. Quà của mẹ may tặng con lần sinh nhật năm trước đó ba. Mẹ dặn con là con phải chăm sóc ba và bản thân mình thật tốt. Nấu ăn là một việc có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con. Thế nên mẹ sẽ dạy con cách để con có thể làm ra những món ăn. Con có thể tự thu xếp việc học hành, lo toan sức khỏe. Bởi chỉ cần con có sức khỏe, có thể tự chăm sóc cho bản thân thì bất luận tương lai như thế nào, cho dù con ở đâu cũng đều có thể sống tốt. Giờ thì mình đã hiểu vì sao cô ấy luôn dạy cho con bé những bài học quá sức với một đứa trẻ. Cô ấy biết mình sẽ ra đi nên để lại tình yêu thương vô hạn và sự tự lập của con bé ngay cả khi cô ấy không ở bên cạnh. Vì vậy nên mình cũng không thể gục ngã được. Cao thủ mít. Mít hôm nay có vẻ buồn buồn. Có chuyện gì sao con? Lần này bạn Hân được chọn đi thi Olympic toán ở trường ba ạ. Các bạn trong lớp còn gọi bạn ấy là cao thủ nữa. Vậy là mít mất chức cao thủ nên buồn hả? Con không buồn, không thèm buồn luôn. Mặc kệ, ai muốn làm cao thủ thì làm. Điểm thi của con cao nhất lớp mà cô vẫn chọn bạn Hân, con không phục. Mít ơi là mít. Mít sao thế ba? Gì mà mặt bí xị ra vậy? Cậu mít đang ấm ức vì bị mất danh hiệu cao thủ toán mà cứng đầu không chịu công nhận bạn mẹ ạ. Thế hả ba? Đúng là trẻ con. Kệ nó, mai lại quên ngay ấy mà. Đành rằng là trẻ con, nhưng anh nghĩ không nên kệ. Không làm cho con hiểu, dần dần sẽ thành tính ngạo mạn, không nhận thấy sự thiếu hụt của bản thân, không chịu cố gắng học hỏi thì nguy hiểm đó. Anh nói cũng có lý. Vậy giờ phải làm sao? Chắc phải có cách chứ. Mít à, một ngày đẹp trời thế này không đi rèn luyện thân thể thì phí quá. Cần gì tập hả ba? Điểm thể dục của con lúc nào chẳng cao. Vậy thì coi như đi ngắm cảnh thôi được không? Ừ, vâng, vậy cũng được ạ. Mít có thích học võ không? Bà thấy học võ cũng hay đó. Hơi, mấy động tác này có gì mà khó ba? Con nhìn thôi cũng làm được mà. Ba thấy chưa, cần gì phải học? Hay là mít sợ tập không bằng các bạn nên không dám học? Con mà sợ hả? Con là cao thủ cơ mà. Chào thầy giáo. Thầy xem bạn mít bự này có tố chất học võ không thầy? Thầy phải kiểm tra thử mới quyết định được. Mít, con đã học võ bao giờ chưa? Đấy, thầy thấy con giỏi chưa? Có vẻ là Mít cũng biết về võ đấy. Con còn biết thế nào trong võ nữa không? À! Đây gọi là thế gì hả Mít? Đứng tấn hả? Vậy đứng tấn cho thầy 10 phút nhé. 10 phút ấy hả? Sao thế hả Mít? Khó hả con? Dạ không, không sao ạ. Có gì khó đâu ba. Đến 10 phút rồi, được lắm. Giờ mít đứng thẳng, tay nghiêm cho thầy. Đứng thật nghiêm nhé, rồi nhảy cao lên cho thầy. À, thầy ơi, thầy bắt con đứng tấn 10 phút. Lưng và vai con mỏi ơi là mỏi. Chân con rung, làm sao mà nhảy cao được ạ? Con biết vì sao con không thể nhảy cao lên được không? Vì con đứng tấn sai tư thế. Khi con đứng tấn, con cố gồng mình để ưỡn ngực, căng vai và ghìm chân xuống. Con cứ nghĩ rằng tư thế đó sẽ khiến con trông thật oách, thật ra dáng người học võ và thể hiện con là siêu cao thủ. Nhưng thực chất, nó lại khiến con mỏi rã rời, là thứ kìm con lại, không cho con bật nhảy lên thật cao sau đó.
Khi con nghĩ mình là cao thủ, con thấy mình là nhất, không thấy được những cái hay, cái hơn của những người xung quanh để học hỏi. Như vậy thật uổng phí biết bao. Thầy ơi, cơ mà... Ba ơi, ba cho con học võ theo thầy nhé. Cao thủ cũng cần học phải không, Mít? Ba đồng ý. Các con, trong lớp mỗi bạn có một thế mạnh riêng. Cả bạn Mít cũng vậy. Nên thầy rất vui nếu các con biết chia sẻ và học hỏi lẫn nhau để hoàn thiện mình. Cả lớp rõ chưa? Rõ. Chào mừng Mít. Chào mừng Mít. Ba thấy oách chưa? Ôi vui quá. Các bạn ấy chả biết con là ai mà chào con to ơi là to. Con thấy đó, con là một người bạn mới, xa lạ. Vậy mà các bạn ấy rất sẵn lòng chào đón con. Chắc chắn sẽ không ngại chia sẻ bí quyết tập luyện với con đâu. Cả lớp trở thành cao thủ sẽ vui lắm. Mít này, con có nghĩ bạn Hưng sẽ sẵn lòng chia sẻ cách giải toán mới cho con không? Hôm trước bạn ấy ngồi giảng cho cả tổ đấy ba. Vậy chắc chắn bạn Hưng không ngại chia sẻ với con đâu. Chỉ là con không muốn thôi, đúng không? Con ngại. Trước con là cao thủ của lớp. Giờ chẳng lẽ cao thủ lại đi hỏi bài bạn hả ba? Con thấy xấu hổ lắm. Mít này, không ai sinh ra đã là cao thủ. Và cao thủ vẫn phải học hỏi để giỏi hơn nữa mà. Chẳng có gì xấu hổ cả. Cả con và bạn Hưng đều yêu môn toán và học tốt, nhưng vì bạn Hưng chịu khó tìm tòi phương pháp giải toán mới, hay nên cô giáo tin tưởng rằng bạn Hưng có thể chiến đấu được với thật nhiều thử thách khi đi thi. Chắc cô cũng muốn khuyến khích cả lớp học tập Hưng, chịu khó tìm tòi như Hưng, phải không ba? Đúng thế. Con hiểu rồi ạ. Tối nay con sẽ nghiên cứu lại bài kiểm tra, ngày mai sẽ cùng trao đổi với Hưng ba ạ. Công nhận hôm nay trời đẹp thật đó ba ạ. Ứng cử viên sáng giá. Anh Thắng, trưởng phòng xuất nhập khẩu chúng ta mới về hưu. Giám đốc sắp có quyết định cân nhắc người lên thay cái ghế ấy. Anh Hưng chuẩn bị khao cho anh em dần dần đi là vừa. Gớm, phòng mình bao nhiêu là nhân tài, sếp còn phải lựa chọn chán. Phòng mình đông thật, nhưng gạo cội nhất chỉ có anh với anh Huy thôi. Kiểu gì một trong hai anh chẳng được chọn. Lại nhắc tới cái lão Huy đó. Thôi, cái chuyện ấy thì chỉ có sếp mới quyết định được thôi. Tới lúc đó sẽ biết. Ăn đi anh em. Vâng, ta ăn nhanh còn vào phòng ngã lưng một lát nữa. Đủ rồi, lên đường đi anh em. Vâng, em đi đây ạ. Anh Hưng, anh lên phòng gặp giám đốc ngay đi. Giám đốc cho gọi anh đấy. Sao, giám đốc cho gọi anh à? Vâng ạ. Giám đốc vừa gọi điện xuống phòng, em chạy ra báo anh luôn. Giám đốc cho gặp riêng mình, hay là về chuyện bổ nhiệm? Hay quá. Anh cho gọi em à? Như cậu biết đấy, anh Thắng mới nghĩ. Tôi đang cân nhắc người lên thay vị trí của anh ấy. Ôi, đúng như mình dự đoán. Vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu là một vị trí rất quan trọng, then chốt. Vì vậy, tôi cần tìm một người thực sự tâm đầu ý hợp, lại biết việc, nhanh nhẹn và giỏi tính toán. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ, em hiểu. Nhà máy ta là một trong những nhà máy có doanh thu lớn, đóng góp một phần không nhỏ cho doanh thu của toàn tổng công ty. Vì lượng hàng hóa xuất ra nhập vào rất lớn, nên cũng có rất nhiều kẽ hở ta có thể tận dụng được. Làm việc mà thật thà quá thì không biết tới đời nào mới giàu. Tôi nói thế, cậu hiểu ý tôi chứ? Anh nói thế là em hiểu rồi. Thời buổi này là thời buổi kinh tế thị trường, có cơ hội tội gì mà ta không nắm bắt. Anh yên tâm, nếu anh tin tưởng giao cho em một vị trí trong ekip kính ấy thì em nhất định sẽ làm thật tốt và sẽ kính như bưng ạ. Anh yên tâm, về chuyện này anh có thể tin ở em. Vậy thì tốt, tôi không băn khoăn gì nữa rồi. Vâng, em cảm ơn anh. Đại ca, hôm nay có chuyện gì mà mời bọn em đi uống bia thế này? Uống đi, chén tẹt ga luôn.
Hôm nay anh Khao tất nhiên là có tin vui rồi. Chiều nay giám đốc gọi anh lên, có phải là chọn mặt gửi vàng đặt anh vào cái ghế trưởng phòng rồi không? Ừ, hay là thế? Thật thế hả anh? Ừ, thì sếp cũng đã bật đèn xanh, chắc là sẽ có quyết định chính thức thôi. Ôi, chúc mừng anh nhé, tin vui quá. Cạn ly ăn mừng nào, vô 100%. Ôi, cuối cùng cũng có quyết định bổ nhiệm vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu rồi này. Hả? Sao lại thế này? Anh Huyên nhận chức này là xứng đáng rồi. Phải đấy. Mời vào. Dạ thưa anh, em mới đọc được quyết định. Không biết là có nhầm lẫn gì không ạ? Vì hôm qua anh có nói với em... Tôi hiểu, cậu hẳn đang rất thắc mắc. Tôi sẽ nói để cậu hiểu. Vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu này, cả cậu và cậu Huy đều rất xứng đáng. Chiều hôm qua, sau khi gặp cậu, tôi cũng có gọi cậu Huy lên nói chuyện. Sao ạ? Vậy anh ta nói gì mà anh lại thay đổi quyết định nhanh như vậy ạ? Cậu ta nói những điều mà tôi thực sự cần nghe. Nhà máy ta là một trong những nhà máy có doanh thu lớn, đóng góp một phần không nhỏ cho doanh thu của toàn tổng công ty. Vì lượng hàng hóa xuất ra nhập vào rất lớn, nên cũng có rất nhiều kẽ hở để ta có thể tận dụng được. Nếu như cậu được làm trưởng phòng xuất nhập khẩu, chắc cậu cũng biết sẽ phải làm gì. Làm việc mà thật thà quá thì không biết tới đời nào mới giàu. Tôi nói thế, cậu hiểu ý tôi chứ? Giám đốc, anh nói vậy nghĩa là chúng ta sẽ trở thành những người tham ô ư? Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tất nhiên, tôi đang rất nghiêm túc. Giám đốc, anh thật làm tôi thất vọng. Tôi nghĩ tôi không hợp với sự tin tưởng và vị trí mà anh định đặt tôi vào. Tôi xin phép. Khoan đã, hãy ngồi uống thêm chén nước đã. Những điều cậu Huy nói mới thực sự là những gì tôi cần. Vậy là giám đốc chỉ thử lòng mình. Giám đốc, thật sự em không phải như anh nghĩ đâu. Em vị khách già khó tính. Cô ơi, đồ ăn của chúng tôi có chưa? Sao lâu quá vậy? Tôi cũng đang làm hết sức mình rồi, anh không thấy sao? Phục vụ đâu? Mì kiểu gì thế này? Lại là ông ấy. Melina, em không thể kiên nhẫn nổi với ông ấy. Chỉ có chị mới chiều được ông ấy thôi. Xin chào ông Walter. Chúc ông một ngày mới tốt lành và một bữa sáng ngon miệng. Các cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi đã nói món mì của tôi đừng cho nấm vào cơ mà. Dạ, nấm hương sớm nay mới hái, rất tươi ngon và đặc biệt. Nó rất tốt cho sức khỏe, nhất là bệnh tim mạch của ông đấy, ông Walter ạ. Nhưng tôi không thích vị của nó, nhìn thôi đã thấy không muốn ăn rồi. Ông hãy thử ăn một miếng đi, cháu đảm bảo nó rất thơm ngon. Tôi đã nói không là không. Vậy cháu sẽ đem ra cho ông một đĩa mì khác ngay đây ạ. Cháu xin lỗi. Ngày nào cũng thế này, chạy cuống cuồng từ sáng sớm đến tối muộn. Em sắp kiệt sức mất rồi. Bây giờ về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ngâm chân trong nước ấm 30 phút, rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon là sáng mai lại khỏe ngay thôi mà. Em phục chị thật đó, lúc nào cũng đầy năng lượng, mà nhất là cái ông khách Walter đó chứ. Người đâu mà lúc nào cũng quạo quọ nhăn nhó. Chỉ có chị mới nhẫn nại nổi với ông ấy, chứ còn em thì chịu. Tuy bề ngoài ông ấy khó tính như vậy, ông ấy chắc chắn là một người sống rất nội tâm. Người già thường rất dễ cảm thấy cô độc, lẻ loi. Có lẽ chính vì thế mà họ tỏ ra cáu kỉnh, bực bội. Mình hãy cố gắng đặt mình vào để hiểu và trò chuyện với họ. Một chút kiên nhẫn thôi cũng đâu phải quá khó, đúng không em? Vẫn biết là vậy, nhưng công việc rối bù lại đủ thứ phải lo. Em không thể nào kiên nhẫn và bình tĩnh nổi ấy. Đúng là em còn xa mới được như chị. Có gì đâu, chị chỉ làm những gì mình có thể thôi mà.
Xin mời ông Walter. Hôm nay ông thấy trong người ra sao ạ? Trong người tôi còn chỗ nào là khỏe mạnh đâu kia chứ. Nếu ông không bận gì thì sáng nay có tổ chức một cuộc thi hát ở quảng trường thành phố với những người cao tuổi đấy. Cháu nghĩ nó sẽ rất hay ạ. Cô nghĩ tôi còn đủ sức để tới được tận đó sao? Cháu có thể xin nghỉ 15 phút để đưa ông tới đó, ông Walter, được chứ ạ? Thật hoang đường. Hãy nhìn lại quán ăn đi. Cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây trong 15 phút được sao? Dù sao thì cũng chúc ông một ngày tốt lành. Ông Walter. Một thời gian sau. Chị sao vậy? Mấy hôm nay em thấy chị có vẻ không vui vẻ như mọi khi. Không có gì. Chỉ là đã hơn 2 tuần nay, chị không thấy ông Walter ghé quán chúng ta. Không biết là ông ấy có chuyện gì không nữa. Phải rồi. Chị nói em mới để ý. Đỡ hẳn một khách hàng siêu khó tính. Chắc ông ấy chuyển tới ở cùng con cái hay đi nghỉ ở đâu đó thôi. Chị cũng hy vọng như vậy. Hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với ông ấy. Xin mời ngài. Cảm ơn cô. Melina, có người tới tìm chị này. Chào cô. Xin mời ông. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Tom Ho, là luật sư riêng của ông Walter. Ừ, vậy sao? Ông Walter dạo này sao rồi? Ông ấy vẫn khỏe chứ, thưa ông? Rất tiếc, ông ấy đã mất cách đây gần 1 tháng rồi. Trời ơi, quả là một tin buồn. Tôi rất tiếc. Ông ấy cũng đã từng nói với tôi rằng ông luôn mong chờ đến giờ dùng bữa tại nhà hàng. Đó là khoảng thời gian mà ông cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện mà cô dành cho ông. Thật vậy sao? Tôi rất vui vì biết mình đã làm được gì đó cho ông ấy. Tôi nghĩ mình sẽ tới thăm mộ ông ấy và tạm biệt ông ấy lần cuối. Và cảm ơn ông ấy nữa, Melina. Vì cô cũng là một trong những người nằm trong danh sách thừa kế của ông ấy. Sao? Danh sách thừa kế ư? Cô sẽ nhận được 50.000 USD cùng với một chiếc ô tô do ông ấy để lại. Tôi thật sự đâu có làm được gì nhiều cho ông ấy chứ. Không, cô thực sự đã làm cho ông ấy rất nhiều. Cô xứng đáng với những gì mình nhận được. Cô đã giúp ông ấy cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn chỉ bằng nụ cười. Và sự nhiệt tình, cởi mở, tốt bụng của cô, Melina. Những thứ đó đâu phải ai cũng sẵn lòng đem cho người khác. Hoặc đôi khi vì quá bận rộn mà người ta quên bẵng đi. Nhưng cô thì không. Ông ấy cảm nhận được sự chân thành, quan tâm từ cô dành cho mình. Mặc dù ông chỉ là một vị khách không quen biết. Đôi khi, những tình cảm chân thành đó đáng giá hơn rất nhiều so với tiền bạc của cải. Cảm ơn luật sư. Ôi, ông Walter, cháu biết nói thế nào cho hết lòng biết ơn của mình với ông đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.